Ok, xin chào anh em. Tiếp tục đến clip của mình. Thì trước khi vào vấn đề chính hôm nay thì mình cũng đầu tiên mình cũng xin nói lời cảm ơn đến tất cả anh em hôm qua đã ủng hộ mình. Mình có đăng bán cái app thì anh em đã ủng hộ rất là nhiệt tình. Thì cuối cùng thì mình cũng đã giao dịch thành công cho bạn đó. Thì đầu tiên là rất là cảm ơn anh em trong suốt quá trình qua đã ủng hộ mình về công việc mua bán app. Thì cũng rất là thành công. Thì thứ hai là hôm qua thì bởi vì có cái vấn đề xảy ra là rất nhiều bạn BM cho mình, nhưng mà bởi vì mình với tiêu chí là thứ nhất là bạn nào BM nhanh thì mình cũng dép luôn và mình bán luôn cho bạn đó. Cái thứ hai là bạn nào mà muốn là bạn đó giao dịch luôn trong ngày hôm đó và giao dịch luôn buổi tối đó hoặc là hôm sau thì mình cũng ưu tiên bạn đó hơn, bởi vì nhiều bạn cũng hứa hẹn rồi bảo 1-2 ngày nữa. Nhiều bạn hứa hẹn thì 1-2 ngày nữa thì mới mua app thì mình cũng xin lỗi các bạn, thì mình cũng ưu tiên cho những bạn BM sớm và mua luôn, thì anh em cũng thông cảm cho mình. Thì có app thì anh em thì nhớ đăng ký, anh ủng hộ mình thì có app thì mình lại đăng lên các bạn nào, hoặc là lưu số điện thoại của mình vào, thì có app thì mình lại BM luôn cho các bạn với những app rẻ. Ok, thì đến với công việc chính hôm nay luôn. Thì mình không nói nhiều nữa, thì mình cũng điểm qua công việc chính luôn. Thì hôm nay lại có bạn nhờ, tức là cái app này cũng đã đăng rồi, thì hôm nay mình cũng đăng lại thôi. Bạn không có bạn này không có thời gian, thì bạn bây giờ mình bán hộ cái app thì cái app thiếu quyền hai món hàng hiệp vô hạ, bạn nhìn nhá. Các bạn có thể nhìn sơ qua thông tin, nón thì tốc khoảng phun đá năm rồi, áo chiến cuồng cũng phun đá năm, quần thì được hai đá phun đá năm, ngọc rượu dương 8%, bao tay chiến cuồng cộng 9, khảm full 3 lỗ rồi, tín cấp 5. Về thông tin thì app chuyển sinh 8 cấp 87, đa kích hoạt võ hoàng, công trạng là 400k, chân khí 728, rất là cao, gần max rồi. Danh vọng sư môn đây các bạn nhìn xem nhé, bét nội ngoại đây. Thì, đây. Về kim xà thì đây mình cũng nói giới thiệu sơ qua, thì áo choàng vân du thì 6/11, bạn mở khóa 6/11 rồi, cái này cũng 6/11, cái này thì được 4/11. Mật tịch thì đây, mật tịch 75 đây, các bạn nhìn qua nhá. Thì mình không dành về thiếu quyền lắm, cho nên mình cũng các bạn mình ấy bên đâu thì các bạn xem đến đó. Văn sức thì đây toàn là vô hạ, đều là vô hạ rất là ngon này, các bạn nhìn nhá, rất là ngon này. Đây ngoài ra còn có cái bao tay cùi cùi này, anh em có thể đi đá nhau bừa, đá thỏ không được. Đây ngoài ra thì trong thủ khố còn hai phục sinh đơn. Ok, thì anh em xem qua xem nhanh. Văn sức thì mình nghĩ là cũng khá ngon thôi, nâng cấp lên vô hạ rồi, đều gần một mắt thôi. Chuyển sinh 8 cấp 87 các bạn nhé, chuyển sinh 8 cấp 87. Thì app này bạn đưa ra giá là 600k và không fix. Thì mình nghĩ là một app này 600k là ngon rồi. Bạn nhìn xếp, các bạn có thể nhìn xếp văn sức này, rất là ngon này. Tức là nó chưa lên hoàn mỹ nhưng mà thực sự là vô hạ này, nó rất là ngon thôi. Mình nghĩ là như thế. Hai món hào hiệp vô hạ này, và là đá 5, full đá 5 hết này. Đấy. Thì chuyển sinh 8 cấp 87 cũng đã kích hoạt võ hoàng rồi, chân khí cũng rất là cao rồi. Thì anh em nào thì mua liên hệ luôn Facebook của mình nhá, liên hệ luôn với Facebook của mình. Thì mình giao dịch giúp cho các bạn. Thì bạn gửi app cho mình, thì anh em nào mua thì liên hệ mình luôn. Có thể qua số điện thoại, tí mình sẽ để số điện thoại ở phần mô tả. Thì anh em gọi hoặc là em liên hệ Facebook luôn cho nhanh. Thì mua thì mình chuyển luôn app, và mình nói chung là bạn ấy nhờ mình trung gian. Thì hôm qua thì được sự tin tưởng anh em thì mình cũng đã trung gian giao dịch hộ bạn khác kia thành công một cái app. Thì đây nay tiếp tục đến cái app này, app khác nha các bạn nhá. Đấy thì anh em có thể xem qua thông tin app văn sức đây, văn sức rất là cũng khá là ngon rồi. Với giá đưa ra 600k, đưa ra nữa mà là chốt là 600k, anh em là mua thì liên hệ luôn, rất là rẻ rồi, rất là, mình nghĩ là khá là rẻ rồi. Thì anh em nào chơi thì có thể muốn mua thì có thể là
mang về để chơi Tết thôi. Bởi vì mình biết là cũng có nhiều bạn trong dịp Tết này rất nhiều bạn bán và cũng rất là nhiều bạn mua. Thì anh em mua về ví dụ là Tết không có cái gì ngồi nhà chán thì lại ngồi chơi game đúng không ạ? Ngồi đi đá nhau BK rồi ra BK1, K2 gì đấy thì mình không biết, thì nói chung là cũng là niềm vui thôi, là niềm vui ngày Tết. Bởi vì mình cũng hiểu rằng là rất là nhiều bạn thì ở nhà thì không đi chơi cũng giống mình. Mình cũng ra mình cũng bận nhiều việc cho nên ai nhờ giúp thì mình cũng đang bớt chút thời gian mình đang bán luôn rồi giúp anh em, chủ yếu là giúp. Thì còn anh em cho đồng nào thì đấy cũng là tấm lòng của các bạn. Mình thực sự là rất là cảm ơn các bạn và luôn ủng hộ mình. Ok, thì cái app này ai mua thì liên hệ luôn nhá. Thì mình chuyển sang cái app Thiếu Lông Kiến tiếp theo. Ok anh em, thì tiếp tục là cái app Thiếu Lông Kiến thứ hai. Thì có lại một bạn khác nha, nhờ mình bán giúp cái app. Thì mình cũng đồng ý luôn. Thì đây mình không nói nhiều nữa, thì mình đi vào vấn đề chính luôn. Thì cái app Thiếu Lông Kiến đầu tiên là thông tin, chuyển sinh 8 cấp 91, võ hoàng đầy đủ rồi, chân khí này, các bạn nhìn này, cũng rất là cao rồi, các bạn bạn này bạn cũng kích lên mạch 4 rồi nhá, võ hoàng rồi, ngon rồi. Công trạng, đặc biệt là bạn nhìn công trạng này, các bạn nhìn công trạng 550k, khoảng 550k, khoảng nhá. Thì, hiện tại thì trong app là chưa có một cái hiệu gì các bạn ạ, chưa có hiệu. Đêm thì hiện tại là 8k2 đêm, các bạn nhìn cao chưa, bởi vì chưa có cái... chưa có hiệu công kích 30%, nếu có hiệu công kích là 9k2. Và mình sơ qua đồ một chút nhá. Thì đây, nón hào hiệp vô hạ, khảm phun đá 5 và đá 6, áo chiến cuồng đá 4, cái này thì là đá 3 thì phải, mình không rõ lắm. Đây, riêng quần thì là đá 5 và đá 6, đá 5, 4 và 5 rồi. Quần này, bạn nhìn này, quần hai món hào hiệp vô hạ nhá. Ngọc Diệu Dương này, bao tay chiến cuồng này, cộng 12, tín vật cấp 6. Thì điểm qua một chút văn sức thì đây, văn sức cấp 1 là đây, O1 đây. Bạn nhìn là công kích nội công nha, đúng hệ nó luôn nha. Bet thì đây, bet có cả bet 5, nhưng mà bet là bet 4 này có tỷ lệ phòng ngự và nội ngoại thì hay hơn. Chuyển sinh 8 cấp 91 các bạn nha, còn một cấp chưa tăng cấp này. Còn một cái chưa tăng cấp thì vẫn chưa có hồi tiến đơn, cho nên là chưa lên được lên được 92. Thì anh em nào về bỏ ra một ít anh em nào về mua hồi tiến đơn thì sẽ lên được 92. Thì về ngoại trang một chút này. Đi theo hướng ưng chuẩn rồi này, nội kích 16, đây là uốn hình 6 này. Uốn hình 6, hai món uốn hình 6. À, về hai là về kim xà nha các bạn nha. Bạn nhìn này, các bạn nhìn kim xà này. Bạn này bạn đã mở khóa hết sạch kim xà rồi và kim xà cũng khá là rất là ngon, các bạn nhìn này, đều là óp nội công hết này, nội công linh hoạt, nội công này tăng tốc độ xuất chiêu này, mật tịch thì ở đây các bạn nhìn này, các bạn nhìn cái dòng cuối cùng cho hỗ trợ phòng ngự tăng 101% cộng 21%. Thì bạn này đeo Ngọc Diệu Dương thì hỗ trợ được mật tịch, thì đây là mật tịch để tụ khí đấy các bạn, mật tịch tụ khí. Để mình đó, thì mật tịch tiêu khí thì lên được 14 các bạn nhá, lên được 14. Đây thì đấy là mật tịch tiêu khí, thì mình cho các bạn xem mật tịch chính. Mật tịch chính thì bạn này bạn mới tiến cấp được 3 dòng các bạn nhá, mới tiến cấp 3 dòng thì 84% cộng 21% là hơn 100%, 105 thì cũng đá được 6 ô. Đây các bạn xem cái bảng nhá, mật tịch đây La Hán Quyền Vành cỡ 6 ô đây, bạn nhìn chưa? Đây bạn này bạn mới tiến cấp được 3 dòng. Kim xà mà khóa full toàn óp nội công, rất là ngon, nhìn rất là đẹp trai rồi. Cho anh em nào Tết về BK, đây là hiện tại là chưa có hiệu gì các bạn nhá. Bạn nhìn chưa có hiệu gì cho nên là đêm đang thì chỉ có 8k2 và 8k4 chuẩn là 8k4. Thì mình cũng điểm qua một cái số đồ trong thủ khố các bạn bạn này. Thì đây đặc biệt là có một cái áo lôi hổ tướng bạn ạ, các bạn ạ. Cái áo lôi hổ tướng này thì các bạn phải cày lên 800k công trạng, thì mình nghĩ là đơn giản thôi, cày công trạng giờ nó không như ngày xưa nó khó. Các bạn mua con cung đại gì ăn thì các bạn cày trong một tuần, vài ngày thôi, thực sự là vài ngày chứ không phải một tuần, thì cũng lên được 800k hoặc là lên tướng.
thì nói chung là ngon thì cũng là lên được. Đây thì ngoài thì mặc được cái áo tướng này thì các bạn lên được cũng phải là 9k đêm. 9k đêm là tức là chưa có hiệu đấy, thì còn có hiệu 30% nữa là lên được 10k. Thì mình cũng nói sơ qua thôi, chưa nhiều anh em chơi thì cũng quá là biết về game rồi. Thực sự là ác này chủ ác đưa ra và nhờ mình bán hộ thì thực sự là quá là rẻ, mình cảm thấy là quá là rẻ đối với một cái ác thiếu long quyền. Tức là ý mình là đối với một thiếu long quyền như thế này, như hình thế này mà là cái giá đưa ra thì thực sự là quá là rẻ. Mình cũng không phải là BR cho ai nhưng mà thực sự là đúng thôi, đúng thì mình cũng nói là đúng chứ mình cũng không lái đi chiều hướng gì cả. Thì đây có cái áo lôi hổ tướng rất là ngon này, bạn nhìn ạ, mặc vào thì kích đêm lên rất là cao. Đây ngoài ra sẽ cởi nhiều kim xà giác nữa cho anh em, còn có thái dịch hôn nguyên. Đây còn hai cái thiên kiêu lệnh khóa cho anh em. Đây ngoài ra thì còn 3 phục sinh đơn các bạn, hẳn 3 cái luôn. Thì bạn này mình cũng đánh giá là rất là chịu khó kề cốt. Thì đây còn có cả kinh mạch ở ngân nhân. Ngân nhân thì cho các bạn kích lên là mạch 5, rất là trâu rồi. 61 kinh mạch đồng nhân, bạn này bạn rất là chịu khó đi. Ok. Thái nhất đồng quyển này, cái thái nhất này đổi ra văn sức, có thể bạn cố tích đi kiến đãng nhiều thì tích lên là đổi cái văn sức vô cụ hoặc là phá địch rất là ngon. Bốn huyết bồ đề này. Đây còn 26 hiệu này. Đấy thì mình cũng ở đây mình xem này. Đây là có mấy quyển sách bét nữa này. Cho anh em thích nào thì đập chèn thêm vào cũng được. Nó cũng không ngon lắm nhưng mà thực sự là cái ác này đưa ra thì nó rất là dễ hạn. Đấy thì chú ác muốn chú ác BM cho mình thì bảo là ác bán với giá là 1 triệu các bạn nha, chuyển khoản cả hai ác nay ác kia cũng chuyển khoản thì anh em nào tin tưởng mình và mình cũng đã giao dịch thành mấy hôm trước thì mình đều đứng ra trung gian cho các bạn, thì hai bạn này bạn đều muốn mình trung gian. Và cũng hôm qua thì cũng mình để số điện thoại thì cũng đã có một số anh em BM mình thì bảo là có ác làm trong khoảng giá mà 1 triệu đổ lại thì gọi điện luôn. Thì đây thì mình cũng bởi vì mình thứ nhất là mình sợ bạn nó có thể là không mua hay gì đó thì mình cứ đăng lên đây thì ai thì mình để số điện thoại thì ai mua thì liên hệ gọi cho mình hoặc là mua luôn thì giao dịch luôn thì mình có thể giúp các bạn trung gian ở giữa thì, để cho anh em đỡ phải qua lửa hay gì mất phí. Thì thứ nhất là sự uy tín được đặt lên hàng đầu thì mình các bạn có thể yên tâm 100%. Đó thì ai mua thì liên hệ luôn. Thì đây kim xà 4 này mở khóa này, mình cũng xin nói lại qua sơ đồ qua với ác một chút. Rất là ngon. Giá 1 triệu tròn cho các bạn nha, chuyển khoản. Thì ai thì liên hệ Facebook mình luôn thì mình sẽ giúp các bạn. Ok, thì đấy thì thôi. Thì mình đi vào công việc chính khác. Ok, thì hôm nay mình nói vấn đề chính hơn thì cái hai cái ác đó, hai ác này thì anh em nào mua thì BM luôn cho mình qua Facebook và số điện thoại thì mình cũng giao dịch cho các bạn luôn cho nhanh gọn cho anh em có ác về chơi Tết. Okay, thì nay mình cũng xin nói về giới thiệu về cái sự kiện tiếp theo là sự kiện niên thú. Thì đầu tiên là bạn này bạn ấy rồi. Thì các bạn sự kiện niên thú thì cũng xảy ra trong đợt Tết này thì anh em nào chắc là nếu mà đã luôn để ý trang chủ của Võ Lâm 2 thì cũng đã biết về sự kiện này rồi. Thì, sự kiện này thì nó cũng đơn giản thôi. Anh em nào muốn chơi thì cũng rất là đơn giản. Sự kiện này có miễn phí mà. Thì mỗi 12 giờ trưa hoặc là 21 giờ tối, tức là 9 giờ tối thì anh em nó sẽ thông báo một cái con niên thú nó xuất hiện ở thành nào. Thì nếu mà anh em sẽ đến thành đấy thì trước tiên đến thành đấy để nhận thưởng thì anh em phải click vào đại sự hoạt động này, hoạt động Tết này, hoạt động đánh niên thú này các bạn này. Bạn mua pháo cho mình. Đấy thì các bạn, bởi vì mỗi ngày thì sẽ hay, tức là các bạn sẽ được ném 20 quả pháo vào con niên thú, tức là tối đa thì các bạn mua 20 quả cho mình. 20 quả là tốn 2 vàng thôi, rất là rẻ. Có 2 vàng đúng không ạ? 20 quả pháo. Thì đây chính là pháo năm mới này các bạn nhìn này. Đấy. Anh em mang cái pháo này, anh em đến hoặc là đến cái chỗ con niên thú được click vào nó thì ném vào nó thì được rất là nhiều kinh nghiệm cả phần thưởng. Mình cũng đọc sơ qua thì nó là rất là nhiều phần thưởng thôi. Đấy là cách hướng dẫn anh em thì cách làm sao để tham gia cái hoạt động này. Thì ngày Tết thì cũng có mấy cái hoạt động thôi. Mấy hoạt động thì chủ yếu là Villa Game nó muốn thu hút người chơi thì nó tạo ra mấy cái hoạt động để cho anh em ngồi ở nhà chơi. Thì cũng là thứ nhất là
làm sao mà nhớ lại cái kỷ niệm mà tức là kỷ niệm mà ngày xưa chơi Võ Lâm 2. Nhìn kỳ nhảy thôi, chủ yếu là kỳ nhảy nó cũng mang tính chất là nhất là giải trí, cái thứ hai là gợi lại cái niềm vui, gợi lại kỷ niệm cho anh em nào đã bỏ game. Ok thì đấy là mình cũng nói xong thôi về vấn đề thứ nhất là về này chính là hai bán hai cái ác này với giá là cực kỳ là rẻ rồi. Ác này thì 1 triệu và đắt kia là 600k thì cho anh em nào mua thì inbox Facebook hoặc là gọi điện cho mình luôn thì mình sẽ giao dịch giúp các bạn và mình sẽ thêm vào nhóm và mình giao dịch luôn cho nó chỉ có anh em có ác trước Tết để ngồi đánh nhau BK ra thành Linh Bảo Sơn hoặc Tây Tương Dương gì đó Dương Tương Dương nói chung là lên thiên ba anh em ngồi BK cho đỡ buồn thì với ác hai ác thì thực sự là cũng rất là rẻ rồi. Thế thì cuối cùng là mình cũng đầu tiên là mình cũng cuối cùng là xin cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh ủng hộ của mình. Thì mong các bạn cũng đăng ký kênh mình để khi mà có ác nào thì hay có cái vấn đề gì về Võ Lâm 2 thì mình cũng chia sẻ kinh nghiệm chơi hoặc là nếu đối với mình biết hoặc là có cái ác nào thì mình cũng đăng lên giao bán thì cho anh em có thể mua với những ác giá cả phải chăng, giá sinh viên phù hợp với túi tiền của anh em chơi vừa là để giữ lại kỷ niệm vừa thứ hai là cũng có cái app chơi nó đỡ buồn đúng không? Ở nhà thỉnh thoảng ví dụ đi làm tối về chơi ngồi đăng nhập rồi đánh nhau rất là vui thôi đấy thì anh em nào mua thì liên hệ mình luôn thì mình cũng rất là cảm ơn các bạn đã luôn tin tưởng ủng hộ mình. Ok clip của mình đến đây thì thôi thì cuối cùng là xin chào các bạn và hẹn các bạn gặp các bạn clip khác. Ok xin chào anh em nhé.